Bệnh bạch hầu là một bệnh lây nhiễm do vi khuẩn có tên là Mycobacterium tuberculosis gây ra. Vi khuẩn này phổ biến là nguyên nhân chính dẫn đến bệnh bạch hầu. Các nguyên nhân cụ thể gồm Tiếp xúc với người bệnh Bệnh bạch hầu chủ yếu lây từ người này sang người kia thông qua các giọt nước bắn khi họ ho, ho hoặc hát hơi. Khi hít thở không khí chứa vi khuẩn từ người bệnh hoặc từ các đồ vật mà người bệnh đã sử dụng như khăn tay, khẩu trang. Yếu tố môi trường các điều kiện sống và làm việc không hợp lý cũng có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh, ví dụ như sống trong điều kiện vệ sinh kém, thiếu dinh dưỡng, thiếu không gian sinh hoạt và làm việc. Yếu tố cá nhân, hệ miễn dịch yếu, sử dụng chung các đồ dùng cá nhân với người bệnh như chén đũa, khăn mặt, bệnh lý phổi khác như viêm phổi cấp tính, tiêu chảy cấp hoặc bệnh lý liên quan đến miễn dịch. Vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis có khả năng sống sót trong môi trường khắc nghiệt và có thể tiếp tục lây lan nếu không có biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Vì vậy, việc hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh, giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống là những biện pháp cần thiết để ngăn ngừa bệnh bạch hầu. Khi chúng ta hoặc người thân nghi ngờ tiếp xúc với người bệnh nên đến ngay trung tâm y tế gần nhất kiểm tra và có hướng điều trị sớm nhất. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.